giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ mối quan hệ thật sự giữa Hoàng Anh và nhà chồng, bất ngờ trước gia thế chồng tay điển trai. Vào ngày 1 tháng 12 sắp tới, Á hậu Hoàng Anh sẽ chính thức lên xe hoa với bạn trai ngoại quốc sau 2 năm gắn bó. Được biết, người đẹp đã gửi thiệp mời tới bạn bè thân thiết và đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho đám cưới. Trên trang cá nhân, nàng Á hậu cũng liên tục khoe những khoảnh khắc đẹp trong album cưới. Trước thềm đám cưới sắp diễn ra, cuối cùng bạn trai Tây của Á hậu Hoàng Anh đã chịu lộ diện. Một nửa của người đẹp tên là Jack, người Mỹ, đang sinh sống ở Singapore, thuộc thế hệ 8X đời cuối nên có nhiều sở thích, quan điểm giống bạn gái. Thông qua những hình ảnh do Jack Kevin Coles đăng tải, có thể thấy trong tương lai của Hoàng Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, lãng tử, với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt nam tính và nụ cười rạng rỡ, đúng như những tấm ảnh mà Hoàng Anh lấp lửng chia sẻ trước đó. Người hâm mộ không khỏi trầm trồ, suýt xoa trước ngoại hình của Jack. Ngoài ra, cặp đôi cũng thường xuyên cùng gia đình đi du lịch và Hoàng Anh có vẻ khá được lòng bố mẹ vị hôn phu. Nhiều bức ảnh cho thấy người đẹp cười rạng rỡ, thân thiết, không có khoảng cách với gia đình chồng tương lai. Hoàng Anh công khai bạn trai mới vào đúng lễ tình nhân. Cô chia sẻ, tôi chia tay Huỳnh Anh khoảng 5 tháng thì tình cờ gặp anh. Chúng tôi gặp nhau trong một cuộc hẹn của một đôi bạn khác. Sau một năm giữ liên lạc, anh bày tỏ mong muốn tiến tới mối quan hệ tình cảm, nhưng tôi chưa đồng ý. Tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới vì mới chia tay người yêu. Hơn nữa tôi vẫn đam mê cuộc sống độc thân và đi du lịch. Anh ấy rất buồn nhưng vẫn giữ liên lạc. Cuối cùng, tôi cảm động trước sự kiên trì của đối phương nên đã đồng ý. Đây là người mất nhiều thời gian theo đuổi tôi nhất, khoảng 1.5 năm. Theo thông tin ghi trên thiệp mời, lễ thành hôn của Á hậu Hoàng Anh và bạn trai Tây sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì nữ kia đang sống và làm việc ở Singapore nên Hoàng Anh sẽ gánh vác toàn bộ khâu tổ chức. Hiện nàng Á hậu và bạn trai đã đi chụp ảnh cưới ở Yên Tử. Hoàng Anh cũng tiết lộ, dù sát ngày trọng đại nhưng cô vẫn tham gia các lịch trình công việc đều đặn, chưa dành thời gian nghỉ ngơi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.